Ok, hello anh em. Thì hôm nay cũng bận việc tí nên về hơi trễ. Về vẫn phải làm thêm tí việc nữa. Nên giờ chắc chơi nhanh con game nào mà mới mới tí rồi nghỉ thôi. Thì có một con game này. Nó cũng mà chưa ra mắt đâu, nhưng mà nó đang có bản beta để mình chơi sớm. Đây, con Forokin. Thì anh em chắc cũng biết con này trên cái kênh đây rồi chứ gì. Adventurers Thì phần 1 tôi once chơi khá là fought nhiều to luôn. bring peace to the realm of Nên bây giờ qua Thrym phần 2 thì chắc and chắn phải chơi. avenge a murdered king. But Game này now, thì hiện tại nó a chưa có ra new mắt đâu. peril threatens its Nó people. chỉ đang ở The giai đoạn once lore beta thôi. peaceful and Nhưng benevolent mà cái queen bản này nó has mở turned cho hầu hết mọi against her người luôn rồi. subjects, Anh em nào muốn casting chơi thì có thể bấm thunder vào là into chơi được luôn. darkness and despair. Bấm vào thì chỉ khoảng 1 2 Sisters ngày chơi được rising, luôn, nó không giới hạn and tài the khoản fight test for hay là tài freedom khoản dev has gì hết. begun. Thì tôi thử cái hạt thường của Adventurers tôi là will hạt ngày nào. travel far Thì and bấm vô nó wide vẫn to chơi được. prevail. Victories will be hard Thì fought, bây giờ tôi sẽ bắt đầu game luôn requiring ha. Cũng trễ strategy, rồi, lẩm nhẩm strength, nhiều cũng mệt and lắm. courage, new alliances. Vô game thì thấy cái nào mới mẻ thì giới thiệu thêm. Chứ thực ra thì game này bản 1 đã chơi quá nhiều lần rồi. Chơi đến mức ăn hành luôn. Ồ. Sao bên cái màn hình chim nó hiện lên rồi mà bên tôi đen thui vậy ta? Chả biết tại sao nữa. Đã hiểu, đã hiểu. Đó. Thì nó đang bị lỗi, chắc là do cái OBS á. Hoặc là do cái ghi sim thôi. Tôi đã tắt ghi sim rồi. Ờ, nó đẩy độ phân giải lên cao quá. Nên tôi sẽ hạ xuống. Khoảng là 2K thôi. Máy quá yếu để có thể chạy được cái độ phân giải đó. FPS thì 60 thôi. Hiện tại nó là tương đối ổn rồi đó. Thì tôi sẽ vô thử game ơi. Thì cũng chưa chơi bao giờ. Vô setting trước. Bên display đã chỉnh tạm ổn rồi. Bên audio chắc tôi sẽ giảm tiếng nhạc xuống. Tại thực sự cái nhạc này nó không có khác gì mà cái bản cũ luôn. Tôi nghe cái âm thanh giai điệu rất là quen thuộc. Tự động Endtone bật đi. Combat thì cho nó luôn luôn nhanh đi. Để bây giờ là đây. Này là tính năng hỗ trợ lọc chat. Cái này tôi nghĩ là cho online đó. Nên không cần đâu. Ngôn ngữ thì vẫn chưa có tiếng Việt. Tôi vẫn chờ đợi một ngày nào đó mấy game bom tấn sẽ có hỗ trợ tiếng Việt cho mình chơi. Rồi, hiện tại chúng ta vô game thứ ha. Thì đây là Fargood. Chúng ta bắt đầu một cái làng đầu tiên. Đây là cái hướng dẫn đầu game nha. Mỗi chuyến phiêu lưu sẽ bắt đầu một thử thách của bạn với có nhiều cái thử thách và phần thưởng. Thì đây, bỏ qua đi. Đây là cái độ khó của game. Thì nó sẽ thay đổi cái trao phép này là chính thôi. Nên để mức đơn giản đi, như cũ đi. Rồi bây giờ là cái nhiệm vụ chính của mình nè. Hoàn thành cái chuyến phiêu lưu này trong vòng 50 vòng hoặc là thấp hơn. Thì vẫn là cái nhân vật quen thuộc thôi. Rồi đây. Ok. Rồi ok. Nó hướng dẫn mình sửa tên nhưng mà coi không tính chỉnh sửa nữa. Lần này mình có bốn nhân vật ban đầu luôn nha. Thì so với cái bản trước á, thì nó chỉ có hai nhân vật, ba nhân vật thôi. Mà làm thế nào để xem thông tin bây giờ? Đây. Rồi. Rồi ok, vẫn là mấy cái như cũ, kỹ năng chính và đồ đồ trang bị khởi điểm ban đầu với một số cái chỉ số này thôi. Rồi thì bây giờ sẽ thường cái vị trí đầu tiên tôi sẽ để là pháp sư, thì mình chỉ có bốn nhân vật thôi.
tiếng nhạc thì vẫn khá là quen thuộc. Ồ, chúng ta có một số cái khiên mặc định ban đầu luôn nè. Pháp sư về Jesus cho nó chắc. Nó nón này đi. Rồi ok, chúng ta đã được cái nhân vật đầu tiên. Thì nhân vật thứ hai thì chiến binh. Tôi muốn chiến binh nhân vật thứ hai. Tăng cơ. Thì mới có 4 nhân vật thì chúng ta để hết 4 nhân vật luôn. Rồi, tăng cơ như vậy được rồi, nhanh gọn thôi. Nhân vật thứ ba là nhân vật chính sĩ. Kiếm sư tên là Yasuo đi, nó ngầu lòi một tí. Đó, Yasuo này cần lên kiếm gỗ đầu tiên chứ. Thì sao mà Yasuo này ốm đói quá vậy ta? Thôi Yasuo này hơi ốm đói một tí. Thôi kệ cũng được. Chắc là rèn luyện hơi bị nhiều quá. Thì nhân vật cuối này nhân vật gì ta? Ở sang. Sang ít cho độc đáo ha. Đây, rồi, chúng ta đã xong đội hình, giờ bắt đầu thôi. Yasuo thì có cái nón nè, tại sao người khung sách. Ồ. Thì bây giờ là mỗi khi bắt đầu thì nhân vật được lựa chọn một cái chỉ số nè. Thì tôi nghĩ là nên lựa chọn cái chỉ số đầu tiên đi. Mình là có 5 điểm. Thì cộng 25 may mắn hả? Thôi tôi không nghĩ pháp sư cộng may mắn đâu. Đây là cộng 3 tất cả chỉ số. Kỹ năng này là cái gì tôi không biết. Hành động thứ hai may mắn. Thì những cái này nó đều rất là ngon. Nhưng mà trang bị nó 10 rồi. Thì cái trên này sẽ không tốn điểm nên chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. Thì pháp sư của mình điểm trí tuệ ta 83 rồi, nên tôi nghĩ nó là một điểm support rồi đi. Thì ban đầu chúng ta được quyền chọn lựa thoải mái nên cái gì cũng 5 né tránh à, chỉ có 2 điểm thôi. Thì 10 vàng, mỗi vàng nó chỉ có 1 điểm. Điểm này xài chung không ta? Không không không, điểm này là xài riêng mỗi nhân vật hết. Thì chúng ta phải tốn thêm một bước nữa. Tôi nghĩ nhân vật này sẽ gánh tay mình rất là nhiều. Kiếm sư thì thân pháp 83, sức khỏe 79. Thân pháp cao này thì sẽ đánh đầu tiên. Anh chắc tôi cho cái điểm này vô thanh niên rồi luôn. Để mình có thể bui được hai đường. Một cái đường đầu tiên là điểm thể lực, điểm sức mạnh. Và điểm thứ hai là điểm thân pháp. Còn thanh niên này sẽ bui theo điểm thể lực. Cái khiêu là cái gì tôi không biết nữa. À, mình có sau này mình mở cái loa to ra thì nó sẽ bắt đầu thêm một số cái nữa. Thì mỗi người một cọng máu ta lên không ta? Tôi không nghĩ là máu nó ngon đâu. Niên này thêm điểm tầm nhìn. Cái gậy này không đến 10 đâu. Nó khá là ngộ đời ha. Một điểm tầm nhìn. 10 ghét 5 né tránh. Tôi nghĩ đầu tư né tránh cho thanh niên này được. Ai dư điểm thì lấy vàng theo thôi. Thì thấy cây khung nên tôi chọn cái này chứ tôi chưa biết luôn. Điểm vàng theo. Một cái mẫu khóa luôn. Rồi xong. Bây giờ tới thanh niên thứ hai. Thanh niên này thì một điểm hành động nữa. Không, lấy điểm này đi.
điểm hành động hay cũng được. Ogeka là cái gì đó? Rồi, bây giờ một cái cỏ này, một cái cỏ máu, một cái cục kẹo luôn. Thì bây giờ chọn gần hết cái shop này. Này còn 5 điểm nữa nè. Không lấy được cục kẹo nữa. Không lẽ lấy cái áo ta. Trên tay con 10 ghét thì cho Yasuo đi. Mình vẫn còn 3 điểm. 3 điểm lấy cái liều. Bây giờ này 5 điểm. Thấy tất cả cỏ rồi. Còn một cái nữa. À đây cỏ thôi. Rồi bắt đầu chuyến hành trình. Thì cái này sau này có thể là sẽ mở thêm rất là nhiều. Nên ban đầu thì trước mắt cái gì đây. Rồi bây giờ thì mỗi lần cái trao đến những gì thôi, những như cũ thôi. Thì cái cốt truyện thì tôi thấy nó cũng na ná bản cũ vậy, nhưng mà nó nặng hơn khá là nhiều nha. Thì ở FPS chắc có ba mấy bốn chục nên tôi tắt luôn đi. Bây giờ mình đang ở đây. Cái bảng số liệu này nó hơi khó nhìn tí. Phía bên phải là cái gì ta? Hướng dẫn nè. Rồi mình phải quan sát cái timeline này với mà một cái số điểm trao nè. Cái này máu của mình rồi, ok. Cái này là nhiệm vụ chính. Cái này giao diện nhân vật. Rồi xong. Thì trong một cái ngôi làng nó sẽ có 4-5 cái mới. Rồi có thể nó nhận nhiệm vụ phụ ở đây, cần thêm là một số thứ gì đó thì có thể mua ở thị trấn, có thể thuê được nữa. Đây có thể thuê được nhân viên trong vui nữa. Mà tôi nghĩ không đâu, bây giờ nó thêm vô cái vui đó để cho mình thuê người nè. Coi cái bản nhiệm vụ trước đó, 40 tiền, 30 tiền, tăng thêm điểm né tránh, chuyển cái bức thư thôi. Nhưng mà ban đầu thế hơi vàng. Tôi nghĩ tiền vẫn là trên hết. Thôi XP đi, XP. Đầu game XP rất quan trọng. Thì mình cần lên cái điểm đó. Pháp sư đã nhận được bức thư. Thì tôi cũng coi trong đây có cái gì luôn. Trong chợ thì mình không còn cái tẩu thuốc nữa ta. Cái vũ khí vẫn là quan trọng nhất. Đâu cái nón này mạnh nào. Ai giáp 4 né tránh 1 hồi máu luôn. Đồ ban đầu này khá là ngon nha. Cây xiên này thì 3-8. Bây giờ có thuộc tính mới là axit. Axit là tôi nghĩ là độc á. Để nó ghi gì thôi. Một điểm ta lành không cần thiết cho lắm. Rồi bây giờ làng này có cái gì đây? Thì sẽ gọn cái chỉ số di chuyển rồi biết rồi. Con rắn leo bờ không? Mình đánh tới không ta? Tới hai đồng đội dưới không? Bây giờ chỉ có hai người vô đánh được à? Nên bỏ qua đi. Bây giờ được 3 người đánh, tối đa được nhiêu người ta?
Rồi, Endon đây. Nút Endon bây giờ ở đường ở đây nè. Nút trước nó nằm góc trên bên phải. Rồi, 4 người đánh này. Giờ bẹp luôn. 4 đến 1. Khúc chột cũng người à. Yasuo thì mình có thì bốn cái hay gì nó hiện ở giữa bây giờ nó hiện qua đây không? Rồi hiểu rồi. Đây là thứ tự. Tham Lai. Thì cái nền màu xanh dương là độc đội còn màu đỏ là quân địch. Thì mình sẽ xem được hai tool. Thì cái màu xanh thì nó sẽ lóc cái mà giáp đâm vật lý, cái màu tím thì đâm phép. Thì đương vị cận chiến sẽ đứng đằng trước là hai nhân vật này nào. Thì điểm tập trung thì điểm focus á là điểm này. Thì trong combat có thể sử dụng một cái số hai tầm được trang bị sẵn ở đây. Và chỉ số nhân vật thì sẽ hiện ở đây. Có gì có cái điểm bỏ chạy ở đây. Thì có thể di chuyển lại cái vị trí tốt nhất là một ô. Cái di chuyển nó sẽ tăng mà cái tỷ lệ đánh trúng rồi. Thì xiên giáp thì có 7-8% xiên giáp mà con này thì nó đâu có đó đâu, chỉ trúng được một phát à. Thì cái điểm ô này là ô bonus đó. Rồi khi đi vô đây mình sẽ được cái gì đó. Cái này là cái mới. Thì phần này được với 4 nhân vật lận nhưng mà tôi không nghĩ là nó dễ hơn đâu. Cái lại game tôi ưu tệ quá. Tôi cảm thấy nó giật rất là nhiều luôn. Phần 1 nó nặng mà không nặng cái này. Chắc tôi là giảm cái cấu hình xuống thôi. Thì nó vẫn ngốn sạch con CPU luôn. Mình định chịu chứ biết sao giờ. Đây là nhân vật ở sân thứ tư. Trăm tám phần trăm giành được quyền chủ động. Chỉ có một con nhện thôi ta. Như lúc trước thì nếu như trong phạm vi nó sẽ gom hai lũ quái với nhau luôn. Nhện này thì không có giáp. Ủa sao nó không đi? Đi qua đây thì mình sẽ tăng cái ô chiến thuật lên. Thì mình sẽ tăng được mấy cái hiệu ứng lên. Rất là mạnh luôn nha. Hiện tại chỉ có mỗi tiền lẻ thôi chứ chưa có gì hết. Rồi em đun đi. Không biết sao mà nó chậm như thiệt luôn. Con game này tôi để ở SSD rồi đó nha. Ở SSD game 4 1T là đọc ghi tới 7 ghi một giây nữa. Nhưng mà nó vẫn còn load chậm 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 vậy nè. Wow. Sao tự nhiên mấy này nó mạnh vậy nè. Thì mình được là Yasuo chứ mà. Yasuo với pháp sư đánh trước hả gì á. Thì tất cả nó đều có giáp. Tôi nghĩ là đánh cái vàng tiền đạo nó chứ, đánh cái vàng không cần nó chứ cũng được. Sao nó không bắn? Sao đạp, nó còn 9 máu.
Wow, không có gì để chọn, nên chọn đúng nhà nghèo rồi. Vì tiền mình nên để ở mấy nhân vật đứng phía sau á, nó ngon hơn. Thì đây là lát đâm lát, mình chắc mình sẽ dành một điểm focus luôn. Rồi ok, thì cái siêu này thì mình có thể là sử dụng được cái chiêu phòng thủ. Rồi thao quân địch vô hướng mình, mình có ba cái giáp xanh dưới nào, thao nào bây giờ. Thằng này thì thằng cung này sắp chết rồi nên tao còn nhiều máu nhất coi. Wow, đánh đầu nha. Bốn máu. Ba máu. Đánh hai máu. Này đâm AOE ghê vậy. Đánh bốn máu. Thì tôi sẽ sử dụng một điểm focus nữa, với hy vọng đánh lan, đánh lan ra chết được thằng này với một tí trên đó, chi cấu được 5 máu hơn trên. Bây giờ mình sờ tuôn một đứa đi, sờ tuôn vô thì nó không tính đam. Mình nghĩ sờ tuôn này trời đủ 4 cái mà hụt. Học hết luôn, không đam luôn, bó tay. Học luôn. Giờ mình còn yếu quá. Thanh niên này sắp hết máu rồi. Còn 6 máu à. Sao mà không được dùng được cái điểm focus nữa ta? Phải chọn mục tiêu mới dùng được điểm focus. Rồi mình sờ tôn nó rồi. Thằng này nó không đánh mình nữa, do hết hiệu ứng tàu rồi. Mà đánh đâu á? Giờ xua này hơi bị mà phế nha, không chấp nhận được rồi đó. Nó còn khoảng là 3 máu 2 giáp thôi, đánh chững chững là chết luôn. Rồi ok, thì được 28 vàng. Pháp sư giữ tiền thôi, được cây cung mới nè, thời săn thôi. Thời săn thì có cây cung này nó sẽ mạnh hơn tí xíu. Ok, điểm con mắt thì cho hơi xăng luôn. Cái này thì giải trừ hiệu ứng lời nguyền. Có cái gương đây, thì thanh niên đầu mã đây. Cái tiếng nó không khớp rồi, ăn cám luôn rồi anh em ơi, dịch biệt. Trò chơi chúng ta kết thúc tại đây. Chơi gì kiểu này thì sao mà chơi được bạn. Đi nó không cạp thằng tăng cơ, cạp tăng cơ chắc đi luôn á. Còn 8 máu à. Không có nút nào để kiếm tắt nó nhanh hơn tí đâu. Còn 2 máu à, đánh khéo khéo vô nha. Rồi ok, đã không được gì thì còn mất thêm máu rồi. Phải cho tiền mấy thanh niên này hồi để đi ngủ nhà trọ mới được. Muốn sao vào thì sẽ tăng 10 điểm mỗi lời kháng, nhưng mà cái điểm né tránh thì sẽ bị mất luôn hoàn toàn.
Thì bây giờ mình có nên chơi không? Yasuo mình né có 4 à. Thằng này né không luôn à. Tôi nghĩ là nên liều cho anh tăng cơ đi. Cái áo này cộng 1 điểm talent, 4 điểm né tránh, 5 vàng. Tôi sẽ cho thanh niên đi uống cái bình luôn, coi thử làm sao. Cái ba lô mình ở đâu ta? Ba lô mình ở đây nè. Thì chưa tới tool là chưa xài được hết gì. Chứ y bây giờ mình đang nhân vật nào đây? Nhân vật này thì cái quét mình hồi nãy là đi qua chỗ này. Nhân vật này là còn 8 máu là tăng cơ đó, uống luôn cái bình nãy. Đây chơi luôn ha, bữa sau không dùng được. Thì cái này chỉ có thể là dùng trong mà combat thôi hay gì á, chứ nó không hiện đây à. Chắc nằm ngủ, ngủ cho nó hồi phục. Thì cả ba về nằm ngủ hết luôn. Vô cái kho đồ. Không không, nó bên dịch vụ ngủ. Tôi bấm cái gì nó cũng delay cho anh mà. Cộng 2 điểm di chuyển. 2 điểm di chuyển thì nên dành cho con nào ta? Mình còn 4 tiền đi luôn. Lút được 4 tiền nữa, còn 4 tiền, lút 4 tiền. Ngon. Ngon luôn, được cái găng tay tăng 1 điểm né tránh với 1 hồi máu nữa. Hai đến một chơi luôn đi, đánh thử phát coi sao. Nó liệu mà không mà nhìn nó mạnh vãi ra. Bốn máu cũng bèo, nhìn nó hơi trâu một tí thôi, chết luôn này. Tiền này có 1 tiền cầm đây, được cái cỏ chống chảy máu giống chất độc thì giữ đi. Game này nó load map vẫn rất là lâu. Như này có gì không? Rồi tôi đã bị gáp bởi cái Unity này nó rồi. Vẫn là cái lỗi như cũ nè.
thì bó tay luôn chứ chả biết làm sao. Nhớ lúc trước chơi mà con game của mấy anh em Việt Nam làm thì vẫn cũng bị gắt đi gian gì một lần. Hiện tại gắt này thì không biết là do cái cấu hình máy hay là do cái driver. Hoặc là con game nãy là nó tối ưu chưa có tốt. Thì chắc tôi cũng up bản driver mới luôn. Rồi thì hôm nay nhanh gọn vậy thôi, thì cơ bản cũng mới làm quen đầu game ngon qua được kinh 2. Thì trước mắt những cái thay đổi của nó thì vẫn không nhiều cho lắm. Cái thay đổi lớn nhất đó, thì cái lượng số lượng team bạc thi của mình đó từ 3 lên 4 người, 3 4 thành viên. Cái thành viên mới là thành viên Yasuo hồi nãy tôi thấy khá là yếu luôn, đam rất ít, chỉ số cao nhất là chỉ số thân pháp nhưng mà vẫn không hơn gì được nhiều. Cái thay đổi thứ hai là mình được chọn đồ đồ game với mà mấy cái kỹ năng trang bị đồ game luôn, thì vậy đó là tương đối là hay đó. Sau này mình mở cái mà mở cái gì ta, cái cửa hàng Loggia cái gì đó, lo gì đó, thì có thể có nhiều cái để chọn hơn. Mà 5 điểm giới hạn ban đầu thì chắc cũng chỉ là 5 thôi. Rồi còn map với phần chơi thì vẫn không thấy gì khác biệt nhiều. Rồi bây giờ tôi update server đây. Bye bye anh em. Thì có cơ hội sẽ chơi tiếp cái bản 2 đó. Dù cái bản này chỉ là chơi sớm thôi. Anh em bây giờ bấm đăng ký thì có thể ngày mai hoặc mốt mà chơi được luôn á.